Đây, trong xóm mình nay thắp nhang lần cuối thắp rồi, tụi em chuẩn bị đưa chú đi nha. Ai thắp nhang thắp nha. Rồi em chuẩn bị đưa chú đi, ai thắp nhang thắp nha. Rồi tranh thủ cho em thấy anh chị ơi. Tí Lạc Lâm chào mọi người và các bạn nha. Thì mà các bạn ơi, thì hôm nay bạn thì đang có một vụ tai nạn ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long nha. Thì mình cũng nghe người dân nơi đây nói đó bạn, thì hai vợ chồng bạn thì đi mà cào cá là đã bị chìm chiếc ghe nha, mà người vợ là không có biết lỗi, người chồng biết lỗi, mà người chồng thì cái tay là cũng đang bị thương nên là không có thể nào cứu một người vợ nổi. Thì hai người vợ chồng đã qua đời đó các bạn, thì hôm nay là cũng được vớt hai chồng lên tại đây. Đây là chiếc ghe này là của hai vợ chồng để đi mưu sinh hàng ngày đó các bạn. Đó là không may thì nó đã bị lật chìm nha. Thì chìm là hai vợ chồng đã tử vong luôn thôi. Thì hôm nay các bạn, thì giờ các bạn thấy là rất là đông những bà con ở đây đó, là đã đến để xem, để hỗ trợ cho anh với chị nha. Đó đó, thì mình cũng nghe các bạn, thì hai vợ chồng là sống một cái nhà này nha, là cái nhà này là cái nhà sàn luôn các bạn, và cái nhà này là cái nhà tôn nha. Đó là cái nhà sàn nè, mà bây giờ không may là đã bị chìm, là bây giờ hai vợ chồng đã qua đi ra đi luôn các bạn. Đó thì bây giờ đó là các bạn thấy đó, là bây giờ là chồng thì được tẩn liệm vô trước nha, rồi vợ thì giờ cũng đã được đang tẩn liệm luôn. Một cái tai nạn quá trời kinh hoàng luôn các bạn. Để xong đốt lên, đem đây nè, đốt tại gì. Dạ là lật bên đây luôn ha, gỡ dịch bình à, vậy là tuốt ở ngoài cái giấy luôn bình. Vậy mà từ đó, nhưng mà vợ nghe nó không có biết lỗi rồi, mình đâu có đi đâu có cứu nổi không ha, chứ trời ơi chết luôn. Cái vợ nhảy vợ té trước nhảy theo rồi ra chìm luôn. Dạ ghê. Ủa rồi giờ nghe con nghe nói không, là cái nhà của anh với chị ở, nhưng mà bây giờ là không có làm đám ở đây ha, ha chú. Tự bán đi. Tại vì cái nhà này giờ con không biết làm đám cho nào nữa, tại giờ cái nhà nó quá nhỏ đúng không. Thì mà các bạn, thì bây giờ đó các bạn, chiều nay con ra nói cho chị biết, không còn sao đâu, nó không có nghĩ gì đâu, nó không, rồi đừng có nghĩ. Nhưng mà con nói cho chị biết thôi, chứ con không có hỏi lời nói con, chuyện qua rồi vậy thôi, cho là con rất là cảm ơn, là nhiều rồi, gia đình con rất là cảm ơn rồi, mà nói vậy con quá trời đau lòng, bức xúc đầu quá trời. Con xin lỗi, để đây chị không biết, chị không làm, chị nói ta nói miệng đời mà yeah. Mình yêu cầu không có tốt là được rồi. Dạ dạ. Đừng suy nghĩ chuyện gì vậy? Nhỏ trong đó được mà. Có không? Có. Mà không có đâu. Mà thì mà các bạn, thì bây giờ đó thì đã an táng, đã tẩn liệm cho người vợ thì cũng đã xong nha. Ủa như vậy là chừng nào của mình mới chở vợ của Trang Đẳng đó, ta biết không? Dạ. Dạ 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 dạ. Cái hòm này cũng thịnh sao này ha,
Đi. Một nhỏ nữa đi, có nào nó của nó tắp lên cái miếng này mà. Dạ dạ dạ. Ủa, chị cái này của mình có hình của vợ ảnh không ấy chị? À. Cho con cho cháu chút xíu là gần 5 triệu. Cô đem ra đây. Cô đem ra đây để là cô hỗ trợ hả con? Cô hỗ trợ vô đây. Dạ dạ. Hôm qua nắng cho là những anh em đi kiếm xác là tiền xăng, là tiền nước, chi phí gì đó. Đúng rồi đúng rồi. Đó. Dạ. Hôm qua đem bị gì cũng như là đằng này từ nào thì nếu ai cầu lên tiếng là mình đi làm. Dạ dạ dạ. Làm phước được phước coi. Cái nào nay tôi đi xin nhà cắt nhà từ thiện cho người ta. Dạ. Có luôn. Đó. Cái nào ngay thì nói chung là tôi nói chung là cũng như là ba hệ. Dạ. Như là đi kiếm thuốc nam, đi giao thuốc nam đi cho chị nàng em tôi nè. Mấy anh em mấy chị em làm vậy đó, tổ chức làm đó. Dạ dạ. Không ai cần tiền bạc hoặc ta bị cái gì khó khăn. Giờ lấy rồi. Lỗi vô bị có. Ê ê định định cái báo. Đứng luôn đây vậy nè, chính dưới đó. Nhờ ai chạy đi kiếm cái cục gì nặng nặng á. Trời. Trời. Bên đây đóng chưa? Trời đâu trời gặp mẹ. Hai vợ chồng. Đây là chú ơi. Cho nên chụp hình cho. Chú. Rồi. Chưa có bảo rồi. Rồi. À, đi này ở đi nè. À, em ráng gạo nó nhậu qua nay hai ba bữa, bữa nay đúng ba bữa luôn á. Là ba bữa rồi hay mình là mình mới gặp hả con? Ừ. À. Nó trời ơi tụi nghiệp nó là cháu mua số rồi nó gặp mình tâm rồi nó cho lâu lắm nó cho nhẹ nhàng. À cũng như là cái mà cái anh mà chết á giờ ảnh em lại đây em bán số là ảnh cho tiền em ha. Cho tiền không đó. Nó kêu bằng em. À. Rồi á, em nói cho anh nha, em ở đậu giống cây cầu ở bên bờ Phật Lắc ơi như này nè. Ở trên đó đó, là người ta cho nhà nước thao phát hay cho em ở đậu. Rồi xong em mới nói sống không hay mà tay trái không có gì nha. Dạ, dạ, dạ. Dạ. Mẹ em nhờ ra con đi. Đó, cái gì nó kêu. Mà nó hiền á, nó mới được về nó kêu. Dạ, đúng rồi. Chứ không mấy là không có được về đâu. Rồi nó
bạn, thì giờ trong anh em và chị em đó bạn, thì đang đó bạn, thì cơm cơm cho hai vợ chồng ăn nhé. Ăn xong rồi sẽ đưa cho hai vợ chồng đi ăn nghỉ luôn các bạn. Cái đũa này để sao? Đũa có vợ chồng nghỉ đi. Chồng nghỉ đi đâu mà tôi đi hả luôn đó. Có bạn nè, tí cành đi tí. Thì mình cũng nghe các bạn, thì ở nơi đây các bạn, thì người người trên đây nói là hai vợ chồng các bạn thì sống là hôm nay thì không có đứa con nào tên nha. Sáng hôm nay đăng quý mẹ hai chúng con nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ nhân linh được thoát cho ngôi đồ giảng sanh người Phật Nam Mô A Di Đà. Hả, sao em hoài vậy? Mày có gì dưới này vậy? Em hoài vậy? Lên 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 ba chỗ luôn. Dạ dạ. Dạ không? Chị. Dạ mà. Bạn gái mà. Nam mô A Di Đà Phật, lòng kính lễ gió quá rồi nên nên rớt cái bình bông. Quá trời đau thương luôn rồi. Gái thì con muốn làm thêm nhân Phật, nhân Phật nhân gì vậy? Gần nằm trái con nghe con. Cô là mẹ của chị nè ha. Dạ dạ dạ. Nó
cháu. Dạ dạ dạ. Thì các bạn thấy đó là biết bao nhiêu người ở huyện Bình Thân này các bạn, là nó đến để cùng phụ với sân nhà nha. Đó, các bạn thấy là có chị đứng mà chỉ lại mà nước mắt chỉ chảy hàng luôn nha. Đây trong xóm mình nay thắp nhang lần cuối thắp rồi, tụi em chuẩn bị đưa chú đi nha. Ai thắp nhang thắp nha. Rồi em chuẩn bị đưa chú đi, ai thắp nhang thắp nha. Rồi tranh thủ cho em thấy anh chị ơi. Bị một cái nạn quá trời thương tâm luôn các bạn. Bây giờ các bạn thì giờ chiếc xe tan các bạn thì đang chuẩn bị ghe vô nha, rồi sẽ chở hai vợ chồng đi an táng luôn các bạn. Khóc nước đỏ không biết cô chú anh chị mấy ngày nay thì người ta cũng hết nước mắt luôn bà con. Có con Trinh nó lấy ra tới cái gì mà nè chị hai tới rồi kìa. Cố gắng lên chị ơi. Cố gắng lên. Kè chỉ nha. Sợ chỉ quá xúc động. Thank you.
Thì sẽ đưa cho người vợ đi lên xe trước nha. Thì Lạc làm loạn bài, cái này là đưa cho anh đi trước nha. Còn vợ thì vẫn còn nằm ở đằng cái miếng bạc ở đằng kia nha. Thì mà đợi lên là để đưa hai dòng đi một lượt luôn các bạn. Thì mà các bạn thì sớm các bạn thì Lạc làm bạn thì cũng có quay cho bạn xem. Thì hai vợ chồng đã gặp một cái sự tai nạn các bạn. Thì bây giờ thì Thi La quay sớm vậy thì cũng đã hết các bạn. Thôi giờ Thi La làm cái thông báo ở đây luôn các bạn. Thì mình cũng mong các bạn hãy ủng hộ cho Thi La làm bạn, hãy cho Thi La làm cái chia sẻ và cái đăng ký kênh luôn các bạn. Giờ Thi La làm bye bye các bạn. Bye bye. Bye bye.